Việt Nam đấu tranh quyền lực bùng lên vào lúc kinh tế đi xuống. Kính thưa quý vị, vụ ông Nguyễn Đức Kiên, một gương mặt nổi bật trong ngành ngân hàng Việt Nam, bị bắt giữ vào đầu tuần này, tiếp tục được giới quan sát quốc tế mổ xẻ. Trong một bài phân tích đánh đi từ Hà Nội vào ngày hôm nay 26 tháng 8 2012, hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn một số chuyên gia cho rằng sự kiện đó phản ánh một cuộc đấu tranh quyền lực căng thẳng trên chính trường Việt Nam vào lúc nền kinh tế đang gặp phải nhiều khó khăn cần khắc phục. Giới phân tích đặc biệt chú ý đến sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên là một người rất giàu có, đồng sáng lập viên ngân hàng Á Châu ACB, được đánh giá là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Ngân hàng này phải trải qua một tuần lễ sóng gió từ lúc ông Kiên rồi sau đó là Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải bị bắt. Điểm được quan tâm là việc ông Kiên được cho là một người thân cận với đương kim Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và con gái của ông Dũng vốn là một người trong ngành ngân hàng được đào tạo ở Thụy Sĩ. Về mặt chính thức, ông Kiên bị bắt giữ về tội thao túng nền tài chính ngân hàng một cách bất hợp pháp để làm giàu cho cá nhân và những người thân của ông. Thế nhưng theo AFP, các nhà quan sát lại xem đây là một vụ mang tính chất chính trị. Và lúc Việt Nam, người có uy quyền nhất không phải là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mà là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Theo nhận định của hãng tin tình báo Stratfor của Hoa Kỳ ghi nhận, ngày càng có nhiều chỉ trích công khai từ giới lãnh đạo đảng nhắm vào ông Dũng. Trong lĩnh vực kinh tế, theo AFP thì ông Nguyễn Tấn Dũng là người chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng. Thế nhưng gần đây thì ông đã thấy rằng mô hình ông theo đuổi gặp phải một loạt thách thức từ lạm phát, tham hụt ngân sách cho đến sự sụp đổ giá trị của đồng tiền quốc gia. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Úc New South Wales, nhận xét rằng ông Nguyễn Đức Kiên có lẽ là đồng minh công khai và giàu có nhất của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, bị tác hại của thời cuộc nhưng sẽ không phải là người đầu tiên hay cuối cùng.